Trong các ngày 10, 11 và 19 tháng 1 năm 2024 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 35. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau. Thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 34 đối với Ban Cán sự Đảng, Bộ Công Thương và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật, khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí Đặng Công Khôi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, Nguyễn Danh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Mua bán điện, Nguyễn Hữu Khải, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Kinh doanh mua điện, Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trần Quốc Hùng, Phó trưởng phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương. Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Đỗ Đức Quân, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương. Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo nhiệm kỳ 2017-2020, Đảng ủy Cục Điều tiết Điện lực nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ vụ thị trường trong nước các nhiệm kỳ 2015-2017, 2017-2020, 2020-2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Trần Duy Đông, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Phương Hoàng Kim, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững, Võ Văn Quyền, nguyên Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Thị trường Trong nước, Bộ Công Thương, Nguyễn Vũ Quang, Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Dương Quang Thành, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trần Đình Nhân, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường, Đảng ủy Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Cục Điều tiết Điện lực, Đảng ủy Văn phòng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cục Xuất nhập khẩu các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các đồng chí Hoàng Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Trần Hữu Linh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét trách nhiệm xử lý kỷ luật Ban Cán sự Đảng, Bộ Công Thương các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và các đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Trịnh Đình Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Đỗ Thắng Hải, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Hoàng Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các đồng chí thường trực Tỉnh ủy Gia Lai. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong quản lý, sử dụng tài sản, tài chính, tài sản của đảng, việc kê khai tài sản, thu nhập và thực hiện thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, phát huy ưu điểm, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung kiểm tra các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương. Công tác cán bộ, việc kê khai tài sản, thu nhập, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, thực hiện các dự án đầu tư và những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận quan tâm, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thảo luận để trình Bộ Chính trị xem xét ban hành quy định về bảo vệ người tố giác, đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực, đồng thời quyết định một số nội dung quan trọng khác.